Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu EU, ông Thierry Breton, cảnh báo tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, về khả năng có những thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp đăng tải trên nền tảng YouTube thuộc sở hữu của tập đoàn này. Theo đó, ông Thierry Breton cho rằng, YouTube là nền tảng chia sẻ video được nhiều trẻ em và thiếu niên sử dụng, đồng thời khẳng định công ty Google có trách nhiệm đặc biệt phải bảo vệ người dùng khỏi những hình ảnh có hại hoặc cổ suý bạo lực. Ông kêu gọi lãnh đạo công ty chủ động báo cáo nhanh, chính xác và đầy đủ về vấn đề nêu trong thư. Đầu tuần này, cảnh báo tương tự cũng được đề cập trong các bức thư gửi đến lãnh đạo những công ty sở hữu các trang mạng xã hội X, Facebook và TikTok. Chỉ 2 ngày sau khi ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU gửi thư cảnh báo đến nền tảng X, Ủy ban châu Âu EC ngày 12 tháng 10 đã mở cuộc điều tra để xác định liệu nền tảng này có vi phạm những quy định mới của EU về kiểm soát tin sai và tin giả về xung đột tại dải Gaza. Giới chức lãnh đạo EU nhấn mạnh, các nền tảng trực tuyến lớn phải tuân theo đạo luật DSA của EU có hiệu lực cách đây 2 tháng, trong đó yêu cầu xử lý các nội dung được coi là bất hợp pháp theo luật pháp của EU hoặc của từng quốc gia thành viên liên minh này.